Chuyện xui gũi khi tôi bỏ 600 ngàn để chơi tụi kỳ nhông Isolot này phần đập hộp. Thì đương nhiên là cái tâm lý lúc mới nhận hàng là nó phải vui và nó hào hứng. Và lần đầu tiên tôi với tụi nó gặp nhau coi như là tụt hết huyết áp. Chà mà ơi, đúng là tạo quá ưu ái cho tụi bay thiệt mà. Nhìn nó nhiều hết sức. Nên với vậy đẹp này thì dù ai nói tụi bay khó nuôi, tôi vẫn mang hết sức bình sinh của mình kinh tụi bay về luôn nè. Bay mất 600 ngàn luôn để sở hữu đủ ba màu. Và cũng như bao lần thả cá mới về, đương nhiên ta phải đi nhặt thần dược kịp cho tụi bay đây. Lúc gà trời mưa trời gió không biết lượm ngoài đường có xài được không. Lá bàn á, công dụng giảm pH cân bằng nước, độ ok lắm nha. Kỹ một chút cho một đống muối vô xử lý lá đi chứ lúc gà trời mưa với trùng vi khuẩn không mà. Quan trọng là phải xé cái cùi này ra nè. Chỉ xài cái thân lá thôi, bỏ vô nước ngâm nó mới an toàn. Và để nhanh ra màu thì phải bật sủi oxy như vậy nè. Giờ thì đi kiếm mấy khúc lửa để chuẩn bị ngâm xử lý tạo hang tạo hấp cho tụi bay. Không thích ánh sáng thích chú ẩn đúng không? Tao chịu tót. Nhưng mà người tính không bằng trời tính. Khúc mà chuẩn bị thả tụi nó vô hồ thì tự nhiên nhìn thấy con đen nó khác hay con kia ghê. Người ta bảo là nhìn nhận sức khỏe của tụi này qua sáu cái sừng. Cái tua đuôi trên sừng của nó phải dài như vậy. Con mẹ nhìn như vậy nè. Một ngày sau đó thì mình đã phát hiện ra mẹ đã lật ngựa. Mình mẩy với chân cẳng sức huyết tùm lum luôn. Rồi lý do là bị làm sao? Không cam tâm một chút nào. Ấy nghĩ tới bây giờ mà vẫn còn thấy ấm ức.